Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Tỳ Kheo Ni Thích Tiện Quang. Hôm nay trên đài truyền hình của Bồ Đề Phật Quốc Television, trong diễn đàn giáo dục, chúng con sẽ tiếp tục với chương trình Phật giáo tại Hoa Kỳ. Trước khi đi vào chương trình, con kính mời quý vị cùng với con chắp tay niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tạng, chư Vị Hộ Pháp, chư Từ Gia Hộ, chư buổi nói chuyện của chúng con không nói sai sân ý của chư Phật, để chư Phật tử không bị sai lạc, mất hướng đi trong cái sự tu tập của mình. Xin Đà Phật. Kính thưa đại chúng, tuần này chúng ta nói đến cái giáo lý của Tịnh Độ Tông tại Nhật Bản. Trong cái những tuần vừa qua, chúng ta đã nói đến những cái cơ sở, những cái các tổ chức cũng như những đoàn thể của Tịnh Độ Phật giáo của tại Nhật Bản và cũng như là tại Hoa Kỳ, cũng như tại những cái tiểu bang mà có những cơ sở. Kỳ này chúng ta sẽ nói về cái giáo lý Tịnh Độ của Nhật Bản. Thế là chúng ta tìm hiểu giáo lý của Tịnh Độ Tông Nhật Bản nó có khác với Tịnh Độ Tông của Trung Hoa hay của Việt Nam hay là của Đại Hàn chăng? Chắc chắn là mọi người thì nghĩ rằng là đi Tịnh Độ thì là giống nhau, thực sự không sai. Giáo lý Tịnh Độ tức là chúng ta sẽ trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà cái sự hành trì cũng như sự phát triển của tông phái đó nó còn tùy thuộc vào cái quốc độ của nó. A Di Đà Phật. Để tìm hiểu Phật giáo Tịnh Độ Tông Phật giáo của Nhật Bản, chúng tôi sẽ dùng quyển sách của được dịch ra tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Như Điển. Ngài là phương trưởng của chùa Viên Giác ở tại Đức Quốc. Quyển sách này được viết bởi, được soạn bởi một vị soạn giả tên là Kakehashi Chisuen. Cái trong cái quyển sách này thì được soạn thảo rất là công phu và rất là chi tiết. Và chúng tôi cũng nhận thấy là cái phần dịch của Hòa Thượng Như Điển cũng rất là công phu. Ngài theo sát cái bố cục của sách và không có bỏ sót một phần nào. Thì tất cả những sự trình bày về cái lịch sử, sự truyền giáo của Ngài Thân Loan, tức là tiếng Nhật họ kêu là Shinran Shonin, tức là Thân Loan, Thánh Nhân. Thì người Nhật rất là kính trọng Thân Loan Thánh Nhân, coi Ngài là tổ của một trong những vị tổ quan trọng của Phật giáo Tịnh Độ. Bước đầu thì chúng tôi xin lược sơ cái phần lời tựa của sách. Cái phần tựa này hầu như có thể nói là rất là xúc tích, tại vì Ngài Kakehashi Chisuen đã đi sơ lược qua cái cuộc đời của Ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan có một cuộc đời rất là dài, gần 100 năm, ngày sống 90 tuổi. Và trong cái ngày xuất gia rất sớm, lúc 9 tuổi. Và trong cái cuộc đời của Ngài thì cũng có rất nhiều thăng trầm. Và chúng ta sẽ tìm hiểu trong những cái thăng trầm đó, Ngài đã làm thế nào, Ngài đã trong cái hành trình đi tìm đạo của Ngài, Ngài đã dùng những cái sự tin tưởng nào, cái nỗ lực nào để giúp Ngài chứng đạo.
Hy vọng rằng với bài học này sẽ giúp cho đoàn Phật tử chúng ta có thêm tín tâm mãn liệt vào pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Trong cái bài lời đầu sách thì đã từ lâu người Phật tử Việt Nam chúng ta đã rất là quen thuộc với tịnh độ tông của Việt Nam cũng như Trung Hoa, nhưng tịnh độ tông Nhật Bản thì ít người biết đến. Thì đúng, thật đúng như vậy, khi mà nghĩ đến Nhật Bản Phật giáo thì chúng ta thường nghĩ đến thiền, đúng không ạ? Tại vì có cái danh từ Zen của người Nhật, nên ra khi mà nói đến Phật giáo Nhật Bản chúng ta thường nói đến thiền. Nhưng mà thực sự ra tịnh độ Phật giáo tại Nhật Bản thì nó chiếm đến 2/3 cái số người tham gia cũng như là Phật tử thuộc trong cái tông phái này. Ngài Như Điển cho rằng là tất cả cái Phật giáo tịnh độ tông của tất cả các nước đều giống nhau, nhưng mà ngài cũng nói rằng mặc dầu là giống nhau nhưng về cái nguồn gốc, về cái sự hành trì, nhưng mà cái sự phát triển nó khác nhau rất nhiều. Thì bởi vì qua cái sự thâm nhập của tịnh độ tông đi vào trong Nhật Bản, nó có phải trải qua cái sự gia nhập vào trong cái văn hóa và trong cái truyền thống, cái đời sống của người Nhật. Thành ra ngày Hòa Thượng Như Điển đã giới thiệu quyển sách này. Đúng ra thì cái quyển sách này có cái tên không phải là Tịnh Độ Tông Nhật Bản, chữ cái tên sách này là tên sách ở tiếng Việt Nam đó, là được ngài Như Điển đặt ra để có nói một cách khái quát về cái Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Đúng ra là cái tên do ngài Kakehashi Shichuan đặt ra, đó là những lời dạy của ngài Thân Loan. Mục đích chính, cái đề tài chính trong cái này chính là nói về ngài Thân Loan, cái sự học tập của ngài, cái sự hành đạo của ngài nó như thế nào. Người Nhật khi nói đến Shinran Shonin, tức là Thân Loan Thánh Nhân, thì họ hiểu ngay đó là giáo tổ của Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Nhưng thật ra Tịnh Độ Tông Nhật Bản không phải bắt đầu từ ngài Thân Loan, mà trước đó từ thế kỷ thứ 6 đã có Thánh Đức Thái Tử tiếng Nhật kêu là Sotoku Taishi đã tu học pháp môn này. Ông sinh vào cuối thế kỷ thứ 6 và ông ngài băng hà vào giữa đầu thế kỷ thứ 7. Sau đó đến ngày Nguyên Tín, rồi đến ngày Pháp Nhiên, tiếp theo sau mới đến ngày Thân Loan. Thân Loan là đệ tử của ngài Pháp Nhiên, nhưng hầu như ít người biết đến cảnh trạng của ngài Pháp Nhiên, mà mọi người đều biết đến Tịnh Độ Tông qua cái sự giáo dưỡng của những sách vở cũng như những cái bài viết của ngài Thân Loan. Bởi vì thế trong cái phần này chúng ta sẽ đi ngang qua, duyệt qua cái cuộc đời của ngài Thân Loan và những cái tư tưởng, những cái tác phẩm mà ngài đã viết về Phật giáo Tịnh Độ Tông. Nhờ như vậy chúng ta hiểu rõ được cái ý chí tôn trị của ngài, sự giáo dưỡng và cái tư tưởng của ngài trong cái môn tịnh độ mà ngài đã chọn là cái pháp môn để mà tu tập, cũng như là với một cái quyết tâm để tiến đến sự giải thoát. Đến cuối đời thì người Nhật tôn của ngài Thân Loan là một vị thánh. Ngài Thân Loan sinh năm 1173 và ngài mất năm 1262, thì ngài sống được 90 tuổi. Ngài có một cuộc đời dài gần một thế kỷ, và cuối đời ngài thì được là các đệ tử cũng giống như những người
mà học hỏi với Ngài, hâm mộ Ngài, được tôn xưng Ngài là một vị thánh. Sau khi Ngài viên tịch, từ lúc năm 9 tuổi, Ngài đã xuất gia tại núi Tỳ Duệ thuộc Tông Thiên Thai. Ngài tu học ở nơi đó 20 năm và vẫn theo dõi phương này. Bên cạnh đó là Ngài tu pháp môn Tịnh Độ. Sau 20 năm mà hành trì tại núi Tỳ Duệ, chuyên trì truyền theo cái lời nguyện thứ 19 và thứ 20 của Đức Phật A Di Đà. Quý vị cũng đều hiểu rõ là Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện. Thì cái thời gian này thì Ngài Thân Loan đã dùng cái lời nguyện thứ 19 và thứ 20 để mà tu học tại núi Tỳ Duệ. Nhưng sau 20 năm Ngài vẫn chưa thấy cái nguồn cơn, cái tôn chỉ cũng như là cái kết quả của tu học. Bởi vì thế Ngài đã đi đến để xin thọ giáo với lại Ngài Pháp Nhiên. Sau 4 năm tu học với lại Ngài Pháp Nhiên thì Ngài đã tỏ ngộ được sanh tử và giải thoát và chuyên tâm tu học theo lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Đến năm 34 tuổi, tức là năm 1207, thì Ngài bị đẩy sang cái đạo Esugo. Vì lúc đó có rất nhiều tông phái tại Nara không có thích hợp với lại cái đường lối tu tập của Tịnh Độ Tông. Thành ra nghĩ rằng cái đường lối tu tập của Ngài Pháp Nhiên cũng giống như Ngài Thiên Thân Loan là ngoại đạo, là không có đúng tôn chỉ của Đạo Phật. Bởi vì thế, trong cái thời phong kiến đó, những người có quyền thế thì có quyền bắt giam cũng như đầy ải, và không cho phép những người này tu tập theo cái ý muốn của họ. Thành ra Ngài bị đẩy đi cái nơi gọi là Esugo, tiếng Việt mình dịch ra các chữ đó có nghĩa là Việt Hậu, tức là cái khu Việt, cái thành phố này Việt Hậu, hay là cái vùng tên là Việt Hậu. Đến năm 1211 thì Ngài Pháp Nhiên và Ngài Thân Loan được triều đình miễn tội và cho được về để mà tiếp tục tu tập. Lúc này thì Ngài đã được 38 tuổi. Trong thời gian lưu đày 5 năm như vậy, Ngài vẫn kiên tâm chỉ trí để mà tu tập pháp môn Tịnh Độ. Đến năm 42 tuổi thì Ngài Thân Loan trở về cái khu kêu là Kento để hướng dẫn nhiều người tu học pháp môn niệm Phật này. Và ông ở đó trong vòng 20 năm, cho đến năm ông 62 tuổi. Rồi kể từ đó, ông lại về lại Kyoto, cũng như để trước tác các tác phẩm để nói về pháp môn Tịnh Độ và dạy cho đệ tử, cho đến năm Ngài 90 tuổi thì Ngài viên tịch. Như vậy, cuộc đời của Ngài có thể chia làm những giai đoạn như sau. Có thể coi như là có 6 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là khi mà sinh ra cho đến khi xuất gia lúc 9 tuổi tại chùa Tỳ Duệ. Thì Ngài ở đó 20 năm. Giai đoạn thứ hai, sau khi tu tập 20 năm, tức là khoảng đó là 29 tuổi, thì Ngài không thấy rõ cái con đường mình đi, cũng như không thấy cái kết quả trước mặt, thì Ngài mới xin phép được đi làm đệ tử của Ngài Thân Loan. Sau đó thì ở với Ngài Thân Loan, ở với Ngài Pháp Nhiên được 4 năm, thì Ngài tọa ngộ được cái pháp môn Tịnh Độ. Và không may lúc đó là có cái sự gièm pha của những người trong triều đình của Nhật lúc đó, thành ra cả thầy trò và tất cả những đạo hữu cũng như là các đệ tử khác của Ngài Pháp Nhiên cũng đều bị đi đày. Đó là cái đoạn thứ ba là đã lưu đày. Đoạn này thực sự chỉ có 5 năm thôi. Sau đó
thì họ được trở về sau khi mà những cái sự gièm pha và triều đình thấy là cái đó không có quan trọng nữa, cho nên được miễn tội và cho phép được về trở lại tu tập bình thường. Giai đoạn thứ tư không nói rõ nhưng đó là cái dạng quan trọng, tại vì đó là giai đoạn trong khi mà đang tù đầy đó thì ngài lại có cơ hội để quen một tiểu thư con của một vị quan ở cái vùng đó, và sau đó thì ngài lập gia đình. Ngài có với lại cái vị tiểu thư đó là 6 đứa con. Về sau này thì cái người phối ngẫu của ngài cũng trở thành là một vị nữ tu sĩ có pháp danh là Huệ Tín. Ngài có những cái đứa con của ngài cũng theo học tu tập theo pháp môn Tịnh Độ. Đến năm thứ năm, giai đoạn thứ năm là giai đoạn truyền bá pháp môn Tịnh Độ tại Kento, và giai đoạn thứ sáu là khi ngài trở lại Kyoto lúc 62 tuổi cho đến năm ngài 90 tuổi. Thì sự tu học của ngài Thân Loan thì chúng ta đã hiểu ngài đã quyết tâm là dùng các ngôn Tịnh Độ để mà tìm được giải thoát. Ngài tin rằng cái câu niệm Phật là cái pháp môn chính, là cái phương tiện chính để giúp ngài có thể đạt được sự giác ngộ. Nhưng ban đầu ngài đã không có thành công nhờ cái tự lực của mình. Chúng ta biết là trong 20 năm đầu tiên, từ năm 9 tuổi cho đến năm 29 tuổi đã không có kết quả. Sau đó thì được tham cứu qua học hỏi. Học hỏi với lại ngài Pháp Nhiên thì được dạy về lời nguyện thứ 18. Lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà chỉ như thế này: bất cứ một người nào có một lòng tin vững chắc trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì khi lâm chung, Đức Phật cùng với hàng thánh chúng sẽ đến để tiếp dẫn đưa về thế giới Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Đây là một lời nguyện mà chúng ta nói chung chung là như thế. Nhưng mà khi ngài Thân Loan để dùng cái lời nguyện này để viết những cái tác phẩm cũng giống như là dạy cho các đệ tử đó, thì cái lời nguyện đơn giản này sẽ được biến thành những cái pháp môn, những cái luật lệ, những cái sự giải nghĩa, nó khiến cho cái pháp môn Tịnh Độ mà ngài Thân Loan dạy nó rất là khác với lại những cái pháp môn Tịnh Độ mà chúng ta được biết chẳng hạn như ở Việt Nam. Cái phần sau hôm nay chúng ta chỉ nói đến cái phần tiểu sự của ngài, cái hành trạng của ngài, rồi đến cái giáo nghĩa nó khác nhau như thế nào thì chúng ta ở trong này cũng có một chút xíu cũng sẽ nói về cái đó, nhưng mà để mà chuyên sâu hơn những cái lời văn, những cái tác phẩm nào có những lời dạy như vậy thì có lẽ là đến cái buổi học sau chúng ta sẽ nói, để chấm dứt cái chương trình nói về Phật giáo của Nhật Bản tại Hoa Kỳ. Thì vì không có thành công trong việc dùng cái tự lực để mà tìm được giải thoát thì ngài đã nhờ vào tha lực, đó là cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Sau khi nghĩa là khi mà niệm Phật, tức là chúng ta tin tưởng và giao phó toàn vẹn thân tâm ta cho Phật để Phật sẽ dùng cái đức mà để cứu độ cho ta, và tự lực phải hoàn toàn buông bỏ. Đây cũng là một điểm khác đối với Phật tử Trung Quốc và Phật tử Việt Nam. Trung Quốc và Việt Nam theo cái pháp tu là tín hạnh nguyện, trước hết chúng ta phát khởi lòng tin và sau đó chúng ta hành trì. Chữ hạnh là hành, có nghĩa là hành trì, mình chia thời khóa để mà mình có thể niệm Phật cho đến lúc mà chúng ta niệm nhất tâm bất loạn. Và cái nguyện là chúng nguyện quá phát cái nguyện được về thế giới Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, đó là ba cái sự tu học của mình trong cái pháp môn Tịnh Độ là như thế. Nghe kêu là giống như chúng ta hay thường nói, đó là cái kiểng ba chân của pháp môn Tịnh Độ, chúng ta có tín, hạnh và nguyện. Riêng với pháp môn Tịnh Độ của Nhật Bản thì lại có 4 phần. Thứ nhất là giáo,
thứ hai là hạnh, thứ ba là tín và thứ tư là chính. Thì cái giáo tức là cái giáo lý, thì cái phần giáo lý này được chia, được dùng cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà và triển khai thành một cái giáo lý, và những người theo cái tịnh độ pháp môn của tại Nhật Bản thì chấp hành những cái tin tưởng này. Hạnh là hành trì, tín là phát khởi lòng tin, và chứng là mình chứng đắc cái kết quả của cái pháp môn này. Thành ra chúng ta nói sự cái đường lối tu tập thì nó hơi khác một chút xíu, nó có bốn phần, tức là giáo, hạnh, tín và chứng. Thì nói về cái thời gian mà khi mà ngài Pháp Nhiên là sư phụ của ngài Thân Loan cùng với đệ tử của ngài, huynh đệ của ngài Thân Loan cũng như các Phật tử đi theo học pháp môn bị đẩy ra những cái nơi ngài Thân Loan, không phải là tất cả đẩy một chỗ, ngài Thân Loan thì được đẩy ra một chỗ kêu là Việt Hậu, còn ngài Pháp Nhiên thì đẩy ra một nơi khác. Thì trong cái thời phong kiến thì những người nào có quyền thế, người đó có quyền sinh sát trong tay. Bởi vì thế khi mà họ nghe cái giáo lý của ngài Pháp Nhiên dạy cho các đệ tử cũng như sự hành trì của pháp môn này, thì ngài những vị có thế lực ở trong cái thời đó thấy là không có hợp với mình, thế là xin tâu lên với vua và để cho gán vào tội là làm sai cái sự hành trì của đạo Phật, nên là bị kết tội và bị đi đày, không cho phép làm một vị tu sĩ nữa, và tước cái quyền công dân của cái người tu sĩ đó. Thì trong cái thời gian này, ngài Thân Loan được đưa vào trong giai cấp mình kêu là phi tăng phi tục, tăng cũng ra tăng mà thế tục cũng ra thế tục. Đây là có thể là trong cái sự khó khăn cuộc đời của ngài Thân Loan đã giúp cho ngài thêm nghị lực để mà vượt qua được tất cả những khó khăn, để cho trong những cái cuộc đời tu hành của ngài đã có những cái bước ngoặt tương đối cũng là nghiệt ngã. Sau cái phần này chúng ta lại nói đến một cái phần khác nữa, là nhận những cái sự thách thức ở trong đời tu của ngài. Thì thách thức đầu tiên chúng ta thấy đó là ngày tu tập 20 năm trời đằng đẵng và không tìm thấy. Sau đó may mắn là đến tham cứu với lại ngài Pháp Nhiên, thì được sau 4 năm tu hành thì được hiểu được cái pháp môn, chứng được cái pháp môn của mình. Và cái thách thức thứ hai chúng ta thấy đó là lúc ngài bị những cái vị quan trong triều hay những cái vị có thế lực, những cái vị quan lại ở trong cái thời đó thì có thế lực đã tâu với vua để mà bắt tù đày thầy của ông cũng như ông và cùng những cái bạn hữu tu học. Trong cái thời gian này cái tai nạn này nó xảy ra trong 5 năm, từ năm ngày 39 tuổi đến năm ngày 42 tuổi. Thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta nói là giai đoạn thứ tư. Đây là trong cái quyển sách này không có nói nhiều đến, nhưng mà đây là cũng giai đoạn là có thể trong cái thời gian tu đầy đó thì ngài đầy ra đến cái chỗ khu gọi là Việt Hậu, thì có một vị quan ở trong cái khu vực đó, thì có cái cô tiểu thư, có người con gái là cô tiểu thư, thì là đã tình cảm đã nảy nở giữa hai thầy ngài Thân Loan và cô tiểu thư đó, để sau đó là họ lập gia đình và có với nhau 6 đứa con.
Cái cuộc tiên duyên này đó là công khai, tại vì ở Nhật lúc đó các tu sĩ đã có quyền lấy vợ lấy lập gia đình, thành cái chuyện này không phải là cái chuyện làm những chuyện đồi bại như chúng ta nghĩ. Ở Việt Nam chúng ta thì cái chuyện này không nghĩ được đúng không? Mình không có cho phép các vị tăng sĩ còn lập gia đình, nhưng ở bên Nhật Bản cái chuyện này rất là bình thường. Và chúng ta thấy ngay cả đến thế 6 thế kỷ sau, tức khoảng thế kỷ thứ 19, thì chính Nhật Hoàng, Minh Trị Thiên Hoàng đã yêu cầu bắt buộc tất cả các tu sĩ của Nhật Bản đã phải lập gia đình. Dĩ nhiên cũng vẫn có những vị mà không có thể, tuân theo cái giáo trị của triều đình, vẫn sống ẩn náu ở những cái núi cao để tu tập trên đó, không có làm việc ở dưới dưới phố thị. Từ mình nói cái khoảng thời gian mà ngài lập gia đình, tức khoảng 1215 cho đến hiện giờ đó, thì đã khoảng 800 năm rồi. Thì những cái thời gian sau này thì lại cái sự lập gia đình, phương cách mà lập gia đình của người tu sĩ Nhật Bản đó, hầu như là công khai, là đều không có chuyện gì đáng nói cả. Cũng không phải là chúng ta nói đây là cái chuyện chúng ta cố võ nên làm. Ngay cả Đức Phật trong cái thời gian mà ngài đi tu, ngài cũng từ bỏ gia đình. Thành ra đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ là nếu chúng ta là con người con Phật thì chúng ta cần phải nương theo cái hạnh nguyện, cái lời dạy của Đức Phật để mà từ bỏ những cái dây ràng buộc của thế gian. Nhưng mà dĩ nhiên đây là một cái xứ sở khác, mà có phong tục và tập quán khác. Thì ở đây chúng ta chỉ học hỏi cuộc đời của ngài Thân Loan thì chúng ta hiểu được cái sự kiện, sự việc nó xảy ra như vậy. Ngài Thân Loan Trương Nhi nói trước là ngài tin vào pháp môn tịnh độ, có nghĩa rằng là tin rằng niệm Phật sẽ được vãng sanh, sẽ được Đức Phật đến tiếp độ. Và ngài không tin vào tự lực, như chúng ta đã nói là trong 20 năm đầu tiên ngài đã cố gắng tu tập với một cái tâm nhiệt thành của người trẻ tuổi bước vào đạo, nhưng mà ngài đã không thành công. Bởi vì thế ngài tin là tự lực không phải là cái và giúp ngài, mà chính là cái tha lực của cái đức độ của Đức Phật đã giúp hành giả hay là chúng sanh để đạt được đến cái sự giác ngộ. Nhưng mà chỉ tin vào tha lực và sự vãng sanh theo chủ trương của ngài là trực tiếp vãng sanh thành Phật. Đó là cái tin tưởng của ngài rất là tuyệt đối. Tin vào cái sự sự gia hộ, cái lòng từ bi vô hạn của Đức Phật để ngài có thể cứu giúp tất cả các chúng sanh, dù là kẻ thông minh hay là ngu độn, dù là kẻ có tội hay là không tội, dù là kẻ có giàu nghèo, bất cứ ở cái trình độ nào, bất cứ ở hoàn cảnh nào, thì cái lòng thương của Đức Phật bình đẳng như nhau để cứu giúp tất cả mọi người để đưa đến sự giải thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Theo cái chủ trương của ngài Thân Loan đó, thì ngài tin rằng đây là cái sự mình kêu là trực tiếp vãng sanh, không có cần qua nhiều cái giai đoạn như chúng ta thấy trong đại thừa của chúng ta. Sau khi mà các cái kinh điển đại thừa cũng đều nói, sau khi mà các vị hành giả đã vượt qua được những cái bồ thánh quả, rồi sau đó là Đức Phật dạy thêm về bồ tát đạo, và cái người thánh giả đó phải đi qua 51 cái step để sau đó thì mới đi tiến đến quả vị của Phật là cuối cùng. Thì ở trong đây không có nói như vậy. Thì những cái giai đoạn mà giống như trong Bồ Tát Đạo thì trong đây không có nhắc đến. Do sự
Đấy là những cái giai đoạn mà những cái tông phái khác, chẳng hạn như là của giai đoạn thập địa của Bồ Tát Đạo và cửu phẩm Liên Hoa, các cao tông phái như là Nhiếp Luận, Tam Luận Tông và Chân Tâm Lộc, Chân Môn Tông chủ trương là như thế. Thì cái pháp môn của Ngài Thân Loan Xỉn Dương tịnh độ này không có đi ngang qua những cái step đó, tức là trực tiếp thành Phật. Cái ý nghĩa một chữ nữa cũng quan trọng, đó là hiện sanh thành Phật, là trong đời này, ngay trong đời này sẽ được thành Phật. Chỉ là một đời tu niệm sẽ được thành Phật ngay sau khi lâm chung. Do nhờ cái đức nhiếp hóa và sự che chở của Đức Phật A Di Đà, lúc đó là tha lực bổn nguyện, tức là cái nguyện của mình nhờ cậy vào tha lực của Đức Phật, kêu là tha lực bổn nguyện hay là hiện sanh thành Phật. Đây là những cái giáo lý, những cái tư tưởng rất là quan trọng đối với tịnh độ tông của Ngài Thân Loan dạy. Bởi vì quan niệm như vậy, thành ra là tăng hay tục, người có gia đình hay là người không có gia đình không phải là quan trọng. Nhiều khi cần phải nghĩ là chúng ta nhà là những vị tăng ni có cái đời sống thanh tịnh thì có nhiều cơ hội hơn để mà có cái sự giải thoát. Thì Ngài Thân Loan bằng cách là lập gia đình như thế, và Ngài đã có chứng đạo được, thì Ngài đã như một cách để chứng minh cho mọi người thấy là tăng hay tục, dù có ở trong sự ràng buộc của gia đình hay là những người thân tăng, cũng đều có cơ hội để mà đi đến sự giải thoát như nhau. Nếu có một lòng tin tưởng vào cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, đặt hết tất cả các cái sự tin tưởng mình vào cái tha lực của Đức Phật, thì chúng ta chắc chắn nương theo cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật. Lời nguyện như này: ta thề không giữ ngôi chánh giác, nếu có một chúng sanh nào ở trong mười phương quốc độ niệm danh hiệu ta mà không được cứu độ, thì quyết ta không thành Phật. Duy chỉ trừ những kẻ mang tội ngũ nghịch và không tin theo chánh pháp. Đó. Nhưng chúng ta nói trong câu này vẫn còn hai cái trường hợp. Thứ nhất là người mang tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch là những tội mà rất là nặng. Thì như chúng ta thường được học, những ngội mà tội ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, làm cho tăng đoàn bị chia rẽ. Tất cả những cái những tội này rất là nặng. Thì sẽ bị đọa lạc vào cái chốn địa ngục. Hoặc là không tin theo chánh pháp. Người mà không có lòng tin thì trong đạo Phật có cái dân từ riêng gọi đó là nhất xiển đề. Nhưng mà trong cái lời nguyện của Đức Phật đây thì Ngài nói rằng là Đức Phật sẽ không từ bỏ một ai, chỉ trừ lại những cái người nêu trên. Nhưng ngay cả những người đã nêu trên, là trong cái khi mà họ có những tư tưởng như vậy thì họ không được tiếp độ, không được sự gia hộ, sự gia trì của Đức Phật. Nhưng nếu họ có cái tâm để mà sửa đổi, mà thay đổi thì vẫn còn có cơ hội. Thì họ vẫn được cứu độ như thường. Theo tinh thần của Kinh Di Đà, nội dung rõ ràng như vậy. Bước qua lĩnh vực của Kinh Bao Ân Phụ Mẫu thì chúng ta thấy Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên khi mà Ngài thành đạo, thì Ngài đã dùng cái thần lực của mình để mà đi tìm người mẹ mà Ngài biết khi còn sống không có làm những cái điều tốt, thì chắc chắn khi mà mất đi thì theo luật nhân quả thì bà sẽ đọa lạc vào những chỗ xấu. Thì sau khi thấy được người mẹ đang bị gia hình ở dưới ngục rất là khổ sở, thì Ngài đã đến để mà dâng cơm và thăm hỏi người mẹ. Nhưng mà vì rằng cái nghiệp lực nó vẫn còn nhiều, thế nên là Ngài cũng không có giúp cho mẹ của Ngài được no đủ, hoặc là giảm cái sự cực hình của mình.
Sau đó khi mà ngài Mục Kiền Liên về để truyền lại Đức Phật thì Đức Phật mới dạy cho cái pháp mình chúng ngày hôm nay ở trong những ngày lễ Vu Lan Bổn của chúng ta, đúng không? Rằm tháng 7, sau khi chư tăng đã xong cái phần kết hạ an cư sẽ trở về với tâm thanh tịnh đầy đủ đạo lực, thì cái ngày hôm đó thì nếu chúng ta cũng như là ngài Mục Kiền Liên được Đức Phật dạy là sắm sửa tất cả những cái đồ dùng để cúng dường chư tăng, thì nhờ cái lực của thanh tịnh của chư tăng để mà giúp để chuyển hóa và cũng giúp cho cái người thân của mình được siêu thăng. Đó là cái qua kinh Đại Bảo Ân Phụ Mẫu thì như thế. Còn trong những cái kinh điển đại thừa khác nữa, chẳng hạn như kinh Niết Bàn trong cái phẩm Đại Bát Niết Bàn trong cái phẩm phẩm hạnh phạm hạnh, thì cũng Đức Phật cũng khẳng định là ngay cả nhất xiển đề cũng có cơ hội để mà được cứu rỗi, để được đi đến cái quả vị Niết Bàn. Thì chữ nhất xiển đề chúng ta vừa nói trên đó, đấy là cái người mà không phát khởi lòng tin, không có cái lòng tin vào Tam Bảo. Thì nhưng mà sau đó nếu mà có cái lòng ăn phát khởi cái lòng tin thì là họ cũng vẫn được cứu rỗi. Đấy là cái tinh thần trong cái phẩm phạm hạnh của kinh Đại Bát Niết Bàn nói như thế. Tại vì không có cái gì mà nó tất cả các cái sự việc, chúng ta nói là các pháp, tức là những công việc, tất cả những cái tình huống ở trong thế gian không phải lúc nào nó chỉ có chết cứng một chỗ mà nó luôn có sự thay đổi. Nó kêu là có tính cách là bất, nó không có tính cách bất định mà luôn luôn nó thay đổi. Bởi vì thế nhờ như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được mình làm những điều sai, mình thành tâm ăn năn sám hối thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đó là tư tưởng của giáo lý đại thừa nhất tối thượng thừa. Có thể là ngài Thân Loan đã dựa theo cái tư tưởng này để mà cho rằng chỉ cần một đời niệm Phật theo bổn nguyện tha lực, nguyện thì nguyện của mình được thấy về thế giới cực lạc mà nương theo tha lực của Đức Phật để về được chốn an lành của Đức Phật A Di Đà thì chắc chắn sẽ thành Phật. Điều này cũng khác với quan niệm của Phật tử Việt Nam và Trung Quốc là cõi cực lạc chính là cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ chứ không phải nơi chứa toàn bậc thánh. Quan niệm về vãng tướng và hoàn tướng cũng khác với quan niệm của người Phật tử Việt Nam chúng ta. Đây là hai cái mục đích của pháp môn tịnh độ Nhật Bổn. Thì có hai cái kết quả, một là vãng tướng, hai là tức là vãng sanh, cái tướng vãng sanh và cái tướng hoàn tướng, tức là hoàn trở lại thế giới Ta Bà. Thì vãng tướng được nói rằng có nghĩa rằng sau khi lâm chung sẽ được vãng sanh về cực lạc và sau đó thành Phật. Rồi trong đó có thể tùy theo mình tiếp tục tu lên nữa. Vậy có đôi khi cho chúng ta có trong đạo Phật còn có thêm một cái phần nữa kêu là đới nghiệp vãng sanh, tức là chúng ta đã thành Phật rồi nhưng trong cái bước đường đó chúng ta cũng còn một ít phần nữa chưa thanh tịnh hẳn, chúng ta mang lên đến chỗ cõi cực lạc và chúng ta từ đó ở đó tiếp tục làm việc cho đến để thanh tịnh hóa tất cả những cái phần còn lại mà mình mang lên đó, sau đó chúng ta mới chứng thành Phật quả. Còn hoàn tướng có nghĩa là sau khi mà vãng sanh về thế giới lạc xong hết rồi đó thì mình lại phát nguyện trở lại để độ sanh. Thì chúng ta cũng hay nói thường nghe những cái chuyện này đúng không ạ, trong cái khi mà các vị chư vị tăng ni hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni khi đã văn tịch chỉ trong cái lời cầu nguyện cuối cùng cũng nói rằng là cái vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni đó sẽ trở lại cõi Ta Bà để mà cứu độ tất cả chúng sinh đó.
Đó là cái hoàn tướng mà trong tịnh độ tông của Phật giáo Nhật Bản nói đến. Còn tư tưởng của Ngài Thân Loan đối với các vị Phật như chẳng hạn Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng như các vị tổ thì là như thế nào? Ngài Thân Loan thì nghĩ rằng quan niệm rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni là hiện thân của pháp thân phương tiện của Đức Phật A Di Đà để thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề tại Ấn Độ, và Ngài quan niệm rằng từ thế thân Ngài Long Thọ, tức là hai cái vị tổ từ Ấn Độ, những vị ở Trung Hoa như là Đàm Loan, Đạo Sức, Thiện Trung, Thiện Đạo, và đến được chuyển thừa sang đến Nhật Bản là các cái vị tổ như là Nguyên Tín và Pháp Nhiên, đều là những vị hóa thân phương tiện của Đức Phật A Di Đà. Ông còn đi xa hơn nữa để nói rằng những loài bò bay, cái máy cựa, vi tế côn trùng cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà thấy. Như thế tư tưởng này khó đọc thấy những đặc phẩm khác của Tịnh độ tông Việt Nam chúng ta. Có nghĩa rằng là tất cả những cái sinh linh đều là trong một cái phương tiện để mà giúp đỡ những cái chúng sanh trên cái bước đường tu tập. Thì như trong kinh chúng ta cũng thấy đúng không ạ? Cần cái gì thì là tự dưng sẽ hóa hiện, chư Phật chư Bồ Tát sẽ hóa hiện cái hình đó từ tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu và tác ưu và di, hoặc là các tể quan, tể tướng, các Đức Phật Bồ Tát cũng đều hóa hiện để mà hỗ trợ cho cái vị chúng sinh đó khi mà có cái lòng tin đối với Đức Phật, cầu cứu, kêu gọi đến cái lòng từ bi của quý Ngài. Chức tác của Ngài Thân Loan thì rất nhiều, có lẽ là chúng ta không có thời gian nói nhiều, chúng ta sẽ coi cái chức tác quan trọng nhất mà Hòa Thượng Như Điển đã đề cập đấy, đó là cái giáo hành chứng văn loại. Theo tác giả Kake Hashi Sichuan cho rằng ông ta cái ngài Thân Loan đó, viết cái tác phẩm này là cho chính mình trên bước đường tu tập đó, ngài viết ra để giúp cho cái sự tu tập của chính mình, nhưng mà trên thực tế người đời sau đấy đó làm kim chỉ nam cho sự tu hành của mỗi người. Điều đặc biệt trong những chức tác ấy là nội dung có điểm qua cái phần ban đầu của sách này, mãi cho đến năm ngài Thân Loan đã được 85 đến 87 tuổi, tức là trước khi mà ngài viên tịch, thì ngài vẫn cho rằng những tư tưởng đấy là của thầy của ông, là ngài Pháp Nhiên chứ không phải là của ông. Chúng ta thấy về sau này khi mà chúng ta học về cái tư tưởng của ngài Thân Loan, chúng ta thấy ngài cũng có một cái lòng khiêm hạ và lòng tri ân rất là sâu sắc đối với vị thầy của mình. Thì cái đó cũng có thể hiểu được đúng không ạ? Sau 20 năm mà đi tu học hành trì minh mật, từ lúc làm chú tiểu 9 tuổi cho đến khi trở thành một vị tỳ kheo mà 29 tuổi mà vẫn chưa thấy được đạo, trong khi mà đi đến chỗ tham cứu với ngài Pháp Nhiên thì ngộ được đạo, thì chúng ta có thể hiểu được rằng cái lòng tri ân sâu sắc của ngài Thân Loan đối với ngài Pháp Nhiên phải lớn như thế nào. Những cái gì mà ngài viết, ngài đều nói rằng là đấy là cái lời dạy của sư phụ mình là cho mình, chứ không có tự cao mà nói rằng là đây là của ta, chính là những cái lời hay những sự tìm kiếm của ông, mà trong khi chính ông là viết ra những cái tác phẩm này. Đó thành ra trong cái quyển sách này đó là được cái ông Kakehashi đặt tên là Thân Loan và những lời dạy của ngài như chúng tôi đã nói trước. Nhưng mà Như Điển, Hòa Thượng Như Điển đã đổi lại là Tịnh độ tông Nhật Bản để có một cái nghĩa, để có một cái tên nó khái quát, nó nói tổng quát về Tịnh độ, tại vì Tịnh độ tông của Nhật Bản rất được cái sự
cái pháp môn cũng giống như là cái sự hành trì, những cái tác phẩm của ngài Thân Loan đã ảnh hưởng rất lớn vào trong cái sự hành trì, những cái sự tông trị của tông phái. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái cuộc đời của ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan tên là Sinh Rán. Lúc nhỏ tên không có rõ, được sinh ra trong một gia đình bình dân ở Nhật Giã, Hino, ở ngoại ô của Kyoto. Lúc đó Kyoto là kinh đô của Nhật Bản. Vào mùa xuân năm 1173, đúng không? Và ngài mất năm 1262. Thân phụ của ngài là Đằng Nguyên Nhất Môn, trồi nổi đến vùng Nhật Giã, đổi tên thành Hữu Phạm và làm quan đến chức quyền đại tiến trong cung hoàng thái hậu. Ông mất năm nào cũng không rõ, để sau căn cứ và chứng ngộ viết trong bản đồ chi phái ở Hino đến năm 1541 thì mới rõ. Thân Loan có bốn người em tên là Tầm Hữu làm quan đến chức quyền thiếu tăng đồ, Kim Hữu làm quyền luật sư, Hữu Ý làm pháp nhãn và Hành Kim làm quyền luật sư. Thì chúng ta có thể nói rằng mặc dầu là ở trong một gia đình bình dân, nhưng mà sau này thì ngài ở trong một cái gia đình cũng có học rồi sau đó đi làm quan. Thành ra có thể nói ngài cũng là một vị thư sinh có một ở trong cái gia đình có học thức. Ngài Phạm Cương là anh của cha của ngài thì ngài kêu bằng bác đó. Vốn là tiến sĩ văn chương, tức vị nhược hiệp hiệp thốn, đứng vào hàng thứ ba trong đại gia Phạm Cương ở Hino. Nhờ ông ở cương vị này mà tông nghiệp ở Hino được nổi danh từ đó. Những người em của Thân Loan là Tầm Hữu, Kim Hữu và Hàn Kim đều là con nuôi của bác Phạm Cương cả. Có lẽ là đây là cách mà người Nhật mà họ không biết là ông Phạm Cương này có con cái gì không, nhưng mà những anh em của về sau những cái người ấy này, nếu mà nếu mà đã được làm quan thì trong khi người bác của mình thì đậu đến tiến sĩ, thì quý vị nghĩ rằng cái danh giá nó đến nhiều rất nhiều. Thì đến cái năm mà ngày 9 tuổi thì ngài Thân Loan được ông bác tên là Phạm Cương, vị mà mình nói là tiến sĩ văn chương đó, là dưỡng phụ cho xuất gia làm đệ tử của thầy Từ Viên cho khi tuổi vừa mới 9 tuổi, với pháp danh là Phạm Yến, vào chùa với phong cách là con nhà quý tộc. Nhưng ngài Thân Loan không quan hệ với quan quyền, không ai đề cập lý do tại sao ngài Thân Loan xuất gia đầu Phật. Thế nhưng sau khi ngài xuất gia, thân phụ là Hữu Phạm từ quan ra trung đình, lui về ẩn cư tại Tam Thất Hộ, cũng chẳng có lý do gì chấn đáng cả. Đến sau đó thì cha của ngài lại đi phải nhập ngũ trở lại và mất ở trong trận chiến. Trong đây có nói rằng là tất cả năm anh em của ngài Thân Loan đều xuất gia. Đây là một việc hy hữu phải không quý vị? Ngài Từ Viên, bổn sư thế độ của Thân Loan, là con của một vị cũng có danh tiếng ở chỗ đó, thuộc gia đình danh tiếng ở Quan Bạch. Thì đến năm Ngài Từ Viên là tọa chủ của chùa Pháp Tấn, khi tuổi lúc đó mới có 24 tuổi, còn rất trẻ. Ngài làm tọa chủ của chùa Tỳ Duệ thuộc Tông Thiên Thai, trước sau đã đến được 4 lần, dù là một thanh niên chỉ có 27 tuổi. Tất cả ghi lại nơi cửa viện của Thanh Liên, đây là những cái tin tức này được viết lên trên đó. Thành ra được đời sau biết được cái hành trạng của cái người thầy bổn sư của ngài Thân Loan. Sau khi xuất gia thì Phạm Yến, tức là ngài Thân Loan đó, đến Tỳ Duệ Sơn để tu học và hành trì một cách nghiêm ngặt như một học tăng của Tông Thiên Thai trải qua 20 năm. Theo tranh họa về cuộc đời ngài Thân Loan, ngài tinh thông Kinh Lăng Nghiêm và các giáo phái khác, được xem là
Tứ Giáo Viên Thông. Lúc đó ở Tụy Giới Sơn có một trung tâm tu hành có hướng rất mạnh để của Nguyên Tín và Hàn Xuyên. Dù nội dung tu học chẳng được tuyển được rõ ràng, nhưng chữ Tứ Giáo Viên Thông có ý mà ám chỉ giáo học thiên thai. Nguyên lý căn bản về giáo học của thiên thai là thai mật, bao gồm cả hai thiên thai và mật giáo. Tụy Giới Sơn chính là nơi mà người học có thể tu học về những cái điều đó, tức là về thiên thai, tâm thiên thai và tông và mật tông. Ngài thật sự liễu tri được hữu và không. Thế nhưng trước khi rời Tụy Giới Sơn, Ngài đã làm việc ở thiền đường như một vị tăng trực nhật. Theo thư riêng của Ni Huệ Tín, là người phụ ngẫu của Ngài sau này, khi Ngài bị lưu đày đi, thì viết trong cái tác phẩm kêu là Cuộc đời của Ni Huệ Tín, thì viết rằng Duệ Sơn chính là tổ đình của Tịnh Độ Tông. Khi làm tăng thường trực ở trong thiền đường là lúc thân đoàn thực hành tinh tấn pháp môn niệm Phật. Bằng cách vừa đi vừa niệm Phật trong thiền đường, dù đây là việc học chuyên về thiên thai Tịnh Độ Giáo kể từ thời Nguyên Tín trở đi. Có thể đây chỉ là một câu chuyện được như được kể lại như vậy thôi. Rồi sau khi mà chúng ta được biết là sau khi ở đó 20 năm, đến khi 29 tuổi thì Ngài Thân Đoan nhận thấy rằng là cái đường tu mình vẫn còn mịt mờ, chưa biết, thì Ngài rời núi thì Duệ Sơn để mà đi đến xin đệ tử của Ngài Pháp Nhiên, tiếng Nhật là Honen, đặt niềm tin vào bổn nguyện của Thân Đoan như một hành giả niệm Phật Ajita, như chúng ta vừa nhắc đến, tức là Ni Huệ Tín nói trong thời gian là một người vị tăng trực nhật tại cái thiền đường á, thì Ngài vẫn đã tu hành cái pháp môn niệm Phật rồi. Đến năm Ngài Thân Loan được 23 tuổi, trong cái thư của Ngài của Ni Huệ Tín để lại, ta biết rằng khi còn ở tại Tùy Duệ Sơn, Thân Loan chẳng hề tin tưởng qua khả năng vượt qua sân tử của mình. Tức là nếu mà để coi 23 tuổi mà đi vào 9 tuổi thì vậy là ở đó là 16 năm, đúng không ạ? Thì 14 năm, xin lỗi, 14 năm ở tại Tỳ Duệ Sơn thì Ngài hoàn toàn không tin tưởng vào cái tự lực của mình và cái khả năng của mình để có thể chứng ngộ đó. Nên phát nguyện đi bộ về lục giác đường ở Kyoto tham cứu trong thời gian 100 ngày. Ước vọng được vượt qua sân tử được tìm thấy ở trong tâm. Nếu khi sống là sao cho ý nghĩa, lúc chết thì sẽ được tiếp dẫn. Tại lục giác đường, Thân Loan đã chứng ngộ và làm lễ cầu siêu cho Thánh Đức Thái Tử Sotoku Taishi. Bởi vì lục giác đường là nơi của Thánh Đức Thái Tử xây dựng lên và hoạt động, Ngài biến nơi đó thành bổn tôn và tạo cái pho tượng Ngài Quán Thêm Bồ Tát. Tượng Ngài Quán Âm này tương truyền rằng rất là linh hiển. Phật tử các chùa dân chứng ở đây đều quy ngưỡng và tôn sùng tượng Phật này. Chính vì thế mà Thân Loan Ngài tin rằng Thánh Đức Thái Tử chính là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thêm. Điều này được cho thấy rất rõ nếu đọc những lời ca tụng về Thánh Đức Thái Tử trong những tác phẩm mà Thân Loan viết khi tuổi về già ở tại nơi lục giác đường này. Thân Loan nguyện sống chết tu hành để chuyển hóa. Và đêm thứ 95, Ngài đã nằm mộng thấy Thánh Đức cho thấy, Thánh Chủ cho thấy là chân Phật. Điều này đã được các đệ tử lớn của Thân Loan và là cao tên là Cao Điền ghi lại trong Thân Loan mộng ý mộng lý. Vì vậy cho rằng bổn tôn của lục giác đường được ghi lại qua sự giác ngộ về Đức Cứu Thế Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là những câu kệ bằng thơ có thể ghi rõ hơn lại điều đó. Lại nữa, lúc 80 tuổi Thân Loan chính là chân Phật, lúc đó mà lúc 50 tuổi hầu như không được như vậy. Những câu thơ như thế này: nếu đời trước hành giả phạm vào trong người nữ, ta biến thân này biến thành ngọc nữ bị phạm, cả một đời có thể trang nghiêm, lâm chung sẽ được tiếp dẫn về cõi Cực Lạc. Cái để giải nghĩa câu này có nghĩa rằng ai đó, tức là đây đang nói chuyện là cái vấn đề mà tu tập của Ngài Thân Loan, thệ nguyện một đời chẳng phạm giới, tức là mình là một tăng thanh tịnh, không có lập gia đình, nhưng phá giới kết hôn. Ta
mở ngoặc ra là ngày Quan Âm, đây là phát nguyện của ngày Quan Âm, sẽ hiện ra là làm thân ngọc nữ để làm thần vợ cho người đó, để giúp cho người đó được tu hành. Ta sẽ làm cho đời người kia trang nghiêm Phật đạo và khi lâm chung được tiếp dẫn về cực lạc. Có nghĩa rằng cái sự gia hộ của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là miên mật đối với các hành giả. Thành ra đặt cái trọng tâm tin tưởng vào cái sự gia hộ của ngài Quan Thế Âm. Bởi vì thế những cái sự tin tưởng của ngài Thân Loan cho thấy rằng những cái tội như là phá giới, tức là mình không còn là thân tín tăng, lập gia đình, sinh sống như người tại gia, hay là một vị tăng phá giới vẫn có thể vãng sanh tịnh độ. Nói rằng con đường thành Phật như thế, đây chính là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà đối với những ai có niềm tin vào trong cái pháp môn niệm Phật. Dù người tại gia hay xuất gia, người trì giới hay người phá giới, ngài đều cứu độ không phân biệt. Đó là dạy của Pháp Nhiên, vừa là minh chứng rõ ràng giấc mộng báo trước như vậy. Chúng ta có thể hiểu được vì sao trong cái thời đó với những lời dạy như thế này khiến cho những cái vị có chức sắc cái thời gian đó mới nổi giận lên và thấy rằng là cái lời dạy của ngài Pháp Nhiên cũng như cái sự hành trì của ngài Thân Loan là trái với đạo lý, thành ra họ mới tâu lên cho vua và đưa đi đày. Khi ngài ở tại Trùy Dễ Sơn trong cái thời gian 20 năm đầu tiên và sau đó là thêm 4 năm tham cứu tại Lục Giác Đường, nhận được tinh hoa cốt lõi của giáo lý tịnh độ qua những cái lời giáo huấn của ngài Pháp Nhiên. Mặc dù ngài Pháp Nhiên không được học tăng tại Trùy Dễ Sơn tôn trọng nhiều, họ chẳng là giáo lý tịnh độ mà ngài Pháp Nhiên truyền trao không phải là Phật pháp, có thể là ngoại đạo, bởi vì người xuất gia lẫn người tại gia, người trì giới lẫn người phá giới, người hiền lẫn kẻ ngu đần, người lành cũng như kẻ dùng dữ, nếu xưng danh hiệu Đức Phật thì được vãng sanh tịnh độ như nhau và chứng nhập Niết Bàn. Đó là ngài Pháp Nhiên thì lại nương vào cái lời dạy của Đức Phật: chư tác mặc ác, chúng thiện phùng hành, tự tin ký ý, thị trừ Phật giáo. Cái câu này chúng ta mọi người đều hiểu hết đúng không ạ? Tất cả mọi cái điều để lời dạy của Đức Phật: đừng làm các điều ác, nên làm các điều lành, giữ tâm ý cho thanh tịnh, đó là lời Đức Phật dạy. Thì đúng là cái tôn chỉ này, những lời pháp này là cái lời dạy của Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà khi mà ngài Pháp Nhiên đã diễn giải xa hơn nữa để mà đưa đến cái sự khẳng định là những người mà có tu hành hay không tu hành, những người phá giới cũng giống như người làm những điều là những việc ác mà cũng đều được đi đến cái quả vị, đi đến cái kết quả giống như người hiền như vậy, thì rất là khó để cho rất nhiều người trong thời gian đó chấp nhận. Di Đà Phật, nói đến đây thì chúng ta đã hết giờ, thì chúng tôi sẽ xin được tiếp tục nói chuyện về ngài Thân Loan trong kỳ tới. Xin kính mời đại chúng cùng chúng tôi chắp tay để chúng ta niệm bài hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kính chúc đại chúng và gia đình được những ngày thật nhiều sức khỏe, sự tinh tấn tu tập A Di Đà Phật.